Tại bữa tiệc Giáng sinh, hai cô bạn lao vào táng nhau tới tấp, nguồn cơn lộn cái bàn cũng chỉ vì một cục thịt thừa. Chàng trai không đứng nhìn được nữa, bế người yêu lên tầng, nếu em sung sức thì để đấy sục bình xăng. Mở cánh của cậu trai đưa cô gái lên giường, nội thất trùng tông cũng màu đỏ chứng tỏ vài thứ to. Không chờ thêm nữa, họ cuốn lấy nhau thực hiện khúc dạo đầu, cuồng nhiệt quá lăn cả người xuống đất. Tay cởi cúc cô nàng tụt quần bạn trai, nó nhanh đúng như cái cách con người ta chuẩn bị hành sự. Tình yêu của họ vốn cuồng nhiệt là thế, nhưng để đến bên nhau lại phải trải qua vô vàn sóng gió. Tessa là một nữ sinh ngoan hiền, thời đại học cô đã bị anh chàng bad boy Hadin đưa vào đời. Tưởng đâu tình cảm của họ đẹp như cổ tích, thì hóa ra anh ta tán Tessa chỉ là một trò cá cược. Sau khi ra trường, Tessa bắt đầu thực tập tại một nhà xuất bản lớn. Ngày đầu tiên đi làm, cô gặp người đồng nghiệp tên Trevor trong thang máy. Cả hai xã giao vài câu rồi Tessa vào văn phòng, chị thư ký dẫn cô đi tham quan một vòng rồi giải thích qua về công việc. Hôm nay cô ấy đã phải đọc 5 cuốn kịch bản và tóm tắt chúng. Tessa hào hứng miệt mài với công việc, cô bánh cuốn đến mức ngủ quên ở công ty. Hôm sau tỉnh lại, Tessa đã thấy sếp ngồi trước mặt, cô vội vàng lau nước dãi cất tiếng chào. Kristen thông báo hôm nay có cuộc gặp quan trọng với đối tác, Tessa được phép đi cùng để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đầu bù tóc rối không kịp đánh răng, cô ấy lấy túi lên đường, cũng may tới khách sạn vẫn còn giữ ít thời gian, chị quản lý tức tốc chuẩn bị trang phục cho cô nhân viên mới. Tối hôm đó, Tessa xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy quyến rũ, anh chàng đồng nghiệp Trevor nhìn mà nuốt nước dãi vào trong. Ngồi trong hộp đêm, cả hai có phần ngượng ngùng vì chưa quen với bầu không khí, đối tác Bailey rượu to như mà bố thằng ăn mày tới bàn, họ không dám từ chối lên mút lấy mút để. Chẳng mấy chốc men ngấm họ ngà ngà say, tiếng nhạc sập sình khiến Tessa hưng phấn nhún nhảy theo nhạc. Bất ngờ có một người đàn ông lại gần nhảy cùng, trong cơn say mơ màng cô tưởng đó là Hadin, lại còn chủ động hôn đối phương đắm đuối. Một lúc sau thoát khỏi cơn lú, Tessa móc điện thoại ra gọi cho Hadin, vẫn còn chút men lên giọng điệu của cô nàng tỏ rõ vẻ khiêu khích. Hadin nghe vậy thì biết hỏng rồi, anh chàng lo lắng liên tục hỏi Tessa đang ở đâu. Thế nhưng cô nàng chỉ nói nhăng nói cuộn, sống chết không tiết lộ khiến Hadin tức lộ ruột gan. Kết thúc công việc, Tessa cùng người đồng nghiệp về phòng tâm sự, vẫn tưng tửng cô ấy làm đổ cốc rượu của Trevor. Bên ngoài, Hadin đi theo định vị đã tìm được tới khách sạn, Tessa không hề hay biết vẫn hăng say giặt áo cho anh bạn đồng nghiệp. Đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập, Tessa chạy ra thì chết đứng người khi thấy Hadin, không hỏi han lời nào anh ấy lao vào phòng xem xét. Nhìn cái kính đặt trên bàn, Hadin biết có người, anh chàng hùng hổ đạp cửa nhà tắm thì cái cảnh tượng đau lòng hiện ra. Cô chỉ đành giữ Hadin lại trấn tĩnh để Trevor ôm quần áo rời khỏi phòng. Hơi men chưa hết mà trong lòng vẫn còn yêu Hadin, Tessa liền mạnh dạn đến gần bảo anh ấy xếp hình hoặc chim cút. Tất nhiên Hadin dễ dàng chọn lựa, anh bế phất bạn gái cũ lên giường tặng cho bông hoa súng. Sáng hôm sau tỉnh lại khi đã trở về là chính mình, Tessa liền bảo Hadin việc đêm qua chỉ là sự cố, trong quán bar cô hôn người lạ nên mới tình cờ nhớ đến anh. Nghe thấy vậy Hadin tức giận lắm, không chịu thua kém anh cũng chém gió thành thần, em hôn người lạ thì anh cũng giã gạo với Molly. Lời nói của Hadin như thêm dầu vào lửa, Tessa nhận định bản tính lăng nhăng của thằng này vẫn không thay đổi, cô cầm quả ổi ném cho phát rồi bỏ đi. Vậy là cả hai ai về nhà nấy tiếp tục công việc thường ngày của mình, thời gian trôi qua, sinh nhật của Tessa sắp đến. Trevor biết cô ấy muốn có một chiếc ô tô nên đã đưa ra một đề xuất, đó là mượn tạm quỹ của công ty mua trước trả sau. Tessa vui mừng nhảy cẫng lên ôm hôn nam đồng nghiệp, điều đó vô tình khiến Trevor hiểu nhầm sinh ra ảo tưởng. Vài ngày sau Tessa được nghỉ phép, cô liền quay trở lại nhà Hadin để thu dọn đồ đạc. Nhìn những kỷ vật cũ, cô ấy bất giác nhớ lại ngày xưa, từng khoảnh khắc vui vẻ bên Hadin hiện về trong tâm trí. Tessa đau lòng đến bật khóc, giá như cả hai đủ chín chắn thì giờ đã hạnh phúc bên nhau. Đúng lúc này Hadin trở về căn phòng, Tess chỉ đành trốn vội sau bức tường. Nghe tiếng anh chàng nói chuyện với phụ nữ, cô nàng sôi máu, định bụng ra ngoài chửi vào mặt cái thằng trăng hoa. Ai có ngờ đó lại là mẹ của Hadin, bà ấy tỏ vẻ rất vui mừng khi gặp Tessa, người mà con trai luôn ca ngợi xinh đẹp nhất thế gian. Tessa ngạc nhiên chất vấn Hadin chuyện gì đang xảy ra, anh ấy liền thừa nhận chưa nói cho mẹ biết chuyện bọn họ chia tay. Hadin năn nỉ Tessa hãy đóng vở kịch này cùng mình, anh không muốn mẹ đến thăm mà lại mất vui. Thấy sự thành khẩn của Hadin, cô nàng đã đồng ý, dù sao cũng đang được nghỉ nên ở lại vài hôm. Khi biết hôm nay là sinh nhật của bạn gái con trai, Chit đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng. Ngồi trên bàn ăn, bà cho Tessa xem những bức ảnh ngày nhỏ của Hadin, cô ấy nhận ra tay bad boy này quả nhiên tốn gái từ tấm bé. Nó cơ bụng trùng cơ mắt, sau một ngày dài đi đường mệt mỏi, Chris lăn ra ngủ trên ghế sofa, để tránh việc bại lộ Tessa đành vào phòng cùng Hadin. Có vẻ như anh ấy đã thay đổi tâm tính, đầu óc không còn chỉ nghĩ đến trịch choạc nữa. Hadin đề nghị Tessa lên giường mình ngủ, còn bản thân anh sẽ giải cái chăn nằm đất. Thấy cũng tội mà không thể kệ, Tessa liền bảo Hadin lên giường ngủ chung. Nằm cạnh nhau không ai có thể chợp mắt, vậy là bao nhiêu chuyện lâu nay họ mang ra tâm sự. Có điều nói nhiều cũng mỏi mồm khát nước, thế là cặp đôi tiến hành truyền dịch cho nhau. Chuyện rất nhanh đã đến tai Carol, bà sợ con gái sẽ chịu tổn thương thêm lần nữa liền gọi điện giáo huấn. Tessa phân trần Hadin giờ đã khác xưa nhưng mẹ cô không nghe lọt lỗ tai, cả hai cứ thế mà lời qua tiếng lại. Sau một hồi tranh luận, Tessa tắt máy, cô không muốn nói chuyện cùng mẹ lúc này. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi quay trở lại như xưa, Hadin đưa Tessa đi trượt băng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Tình cảm của họ còn nồng cháy hơn trước, trong nhà tắm toàn nước mà bất chấp nhóm lò nướng khoai.
Tôi đến Hadin lấy ra hộp đựng sợi dây chuyền chìa khóa Hermes. Anh ấy đã tự tay làm nó để làm quà Giáng sinh sớm tặng cho Tessa. Hadin cầu xin bạn gái cho mình thêm một cơ hội nữa. Chẳng cần nói cũng biết Tessa cảm động đến nhường nào. Khi anh ấy thủ thỉ sẽ cố gắng để yêu Tessa hơn mỗi ngày, hai người chính thức quay trở lại với nhau, bắt đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Ngày hôm sau, Daniel nhận được lời mời đến dự tiệc Giáng sinh tại nhà chồng cũ. Ông ấy nói rằng sẽ rất vui nếu có thêm Hadin và Tessa tới dự. Daniel đem chuyện đó kể cho Hadin nghe, thế nhưng cậu ấy chưa bao giờ coi người đàn ông đó là cha, bởi khi mới 8 tuổi Hadin đã phải chứng kiến cảnh ông ta bạo hành mẹ. Dù không muốn nhưng anh vẫn đồng ý đến dự tiệc vì để mẹ vui. Trong căn nhà rộng lớn, Hadin cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Đôi chân lang thang, mắt nhìn ngang ngó dọc, Hadin nhìn tấm hình bố hạnh phúc bên gia đình mới thì thấy gai mắt. Trong khi Ken đang chém gió về cuộc sống xa hoa của mình thì Hadin bước tới. Trong hơi men, anh đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng ông ấy. Ken liền kéo Hadin ra ngoài để nói chuyện riêng. Bất đồng dồn nén bao lâu nay không thể giảng hòa chỉ bằng lời nói, hai cha con họ bắt đầu to tiếng cãi nhau. Trong lúc không kìm được cơn giận, Hadin đã đấm bố vỡ alo. Carol không hài lòng với cách hành xử của con trai, bà tức giận ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc. Ngày hôm sau, Tessa quay lại với công việc, cô ấy vô tình chạm mặt Trevor trong thang máy, cả hai đã hẹn sau giờ làm cùng nhau đi ăn trưa. Ngồi nghe Tessa tâm sự về chuyện tình của mình với Hadin, anh biết rằng bản thân không hề có cơ hội. Tuy nhiên trước khi rời đi, Trevor vẫn cảnh báo nữ đồng nghiệp rằng chuyện của cô ấy và Hadin rồi sẽ chẳng đi về đâu. Có điều đến mẹ nói Tessa còn chẳng nghe, huống chi đồng nghiệp, cô tin rằng bản thân đã tìm thấy định mệnh của đời mình. Tối hôm đó, cô ấy cùng Hadin tới tham dự bữa tiệc tại nhà một người bạn. Ở đây Tessa đã gặp lại tình địch cũ Molly. Bọn họ vừa nhìn thấy nhau đã thấy ngứa con mắt, giờ chỉ cần cái cớ là lao vào sống mái với đối phương. Khi cả nhóm tụ tập chơi trò nói thật, Tessa đã ngồi lên đùi Hadin để đánh dấu chủ quyền. Vậy nhưng Molly vẫn không chịu yên phận, cô nàng bảo Tessa thật ngu ngốc khi quay lại với Hadin. Không khí ngày càng căng thẳng, hai cô bạn lao vào choảng nhau, bao nhiêu thế võ cào cấu cắn xé rồi rứt tóc họ mang ra dùng cả. Hadin đành đứng dậy can ngăn, anh chàng vác bạn gái lên phòng người bạn, em hăng máu thế thì quất anh đi. Ở dưới mọi người hào hứng đếm ngược đón chờ năm mới, thì Hadin đã bắn pháo hoa tầm thấp ăn mừng. Bỗng nhiên anh thấy tin nhắn trong điện thoại Tessa, đó là lời chúc năm mới của anh bạn đồng nghiệp Trevor. Trong lòng cảm thấy khó chịu, Hadin bỏ ra ngoài, Tessa chạy theo định giải thích thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Hadin với người bạn. Anh ấy yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật về vấn đề gì đó. Độ nhạy cảm có thừa, Tessa ngay lập tức đưa ra nhận định, Hadin là một tên khốn nạn, hết lần này tới lần khác cắm sừng cho cô, thậm chí cô còn hôn bừa một người lạ chọc tức bạn trai. Hai người lại xảy ra cãi vã, cổ ai cũng gần như cái chảo không chịu nhún nhường đối phương. Tessa nói rằng mình luôn tin tưởng Hadin để rồi nhận lấy khổ đau, Hadin thì một mực khẳng định bản thân vì cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng hai người đều địch mợ nhau rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Tessa tỉnh dậy, Hadin vẫn chưa về nhà, những tin nhắn cô gửi tối qua anh ấy vẫn chưa hồi đáp. Hóa ra Hadin vì quá buồn bã mà đã uống say rồi đi bụi, anh ngủ như chết tới tận lúc mặt trời lên cao. Anh vội vã bắt taxi về nhà đồng thời gọi cho Tessa. Lúc này cô ấy đang trên đường tới công ty, thấy Hadin gọi liền quay người với điện thoại mà không chú ý đèn đỏ. Hadin chỉ nghe một tiếng rầm, sau đó là sự nhốn nháo của đám đông. Tai nạn đã xảy ra, Tessa phải nhập viện. Hadin chạy đến nơi thì cô ấy đã được đưa lên xe cứu thương. Quá lo lắng, Hadin gọi vào số của Tessa, không ngờ đầu dây bên kia lại là Trevor bắt máy. Anh khuyên Hadin nếu muốn Tessa được hạnh phúc thì hãy buông tha cho cô ấy. Hadin rưng rưng nước mắt nhớ lại mọi chuyện, quả nhiên từ ngày yêu Tessa anh đã khiến cô ấy tổn thương quá nhiều. Chuyện tình của họ gian nan và nhiều thử thách, anh ấy cho rằng bản thân chỉ mang lại đau khổ cho Tessa. Sau khi suy nghĩ, Hadin quyết định rời đi để người mình yêu có cuộc sống tốt hơn. Cơ thể bình phục, Tessa quay trở về nhà, cô cất tiếng gọi nhưng không thấy Hadin đâu, chỉ có bức thư trên bàn. Anh ấy giải thích về chuyện tối hôm ở bữa tiệc, bí mật đó là món quà bọn họ chuẩn bị để làm Tessa bất ngờ. Thời gian sau, Hadin sống hẳn cùng mẹ tại London, suốt khoảng thời gian dài cặp đôi không gặp nhau nữa. Bỗng một hôm, Chris thông báo cho con trai biết công ty của Tessa sắp chuyển địa điểm, bà khuyên Hadin lên đến gặp Tessa, bởi dù là ai thì cũng chỉ hạnh phúc khi được sống bên cạnh người mình yêu. Tại bữa tiệc do công ty tổ chức, Trevor đã tỏ tình với Tessa. Trong lúc anh ấy đi lấy nhẫn cầu hôn, Tessa bất giác nhìn thấy Hadin, không nói một lời nào, cô ấy đứng dậy chạy ra ngoài. Hadin đuổi theo thì thấy một chiếc xe vừa phóng đi, anh cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô ấy nữa. Bất ngờ Tessa cất tiếng gọi từ phía sau và tiến tới chỗ Hadin, trải qua bao thăng trầm họ đã trở về bên nhau. Thế nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu của cơn giông mới, cặp đôi vẫn còn chặng đường dài phía trước phải vượt qua. Hành trình ấy diễn ra như nào thì hẹn mọi người trong video sau. Hôm nay đến đây thôi, đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.